chào mọi người. Bữa nay kênh máy phân của mình. Đầu tiên thì vào xem video thì mọi người comment chào nhau tiếng nha mọi người. Alo, hello thế này thì kia điểm danh để mình biết là mọi người đang xem video nhá. Thứ hai thì rất là cảm ơn những cái like và đăng ký của mọi người giúp cái ngày một phát triển. Hôm nay thì mình đây, mình có bán một số pin như thế này. Pin này tất cả đều là pin zin. Pin zin theo máy hết nha mọi người. Và tất cả đây đều là pin tốt, nhận sạc pin bình thường thì mình mới bán nhá. Pin tốt nhận sạc pin bình thường thì mình mới bán. Rồi, ok, không nói dài dòng nữa thì bây giờ mình vào từng cái đầu tiên, mình sẽ đo cho mọi người xem bên này. Đây, đo từng cái cho mọi người xem nha mọi người. Đầu tiên là cái này, quả pin Ryobi 14.4V. Ngoài trời thì đang mưa, mình sẽ cố gắng nói to. Nhưng mà trời mưa thì mọi người hơi ồn, mọi người thông cảm nhé. Đó, pin Ryobi 14.4V, pin này một hàng cell. Âm dương 16.3V. Đó, cục pin này thì là người ta cũng thích chuồng lắm nên mình cũng bán giá rẻ thôi nha mọi người. Cục này cục số 1 180.000, pin dính hoàn toàn nha mọi người, 180k. Ok, 180 này. 2 ở đây mình có một quả boss 18V. Pin được không? Tất cả đều là pin được không nha mọi người. Pin nickel á thì là hoàn toàn là về dù là còn tốt thì mình cũng giảm bán đâu. Mình chỉ bán vỏ pin thôi. Thì có pin được không này còn tốt thì mình mới giảm bán nha mọi người. Ở đây nó ghi bao nhiêu đây? Boss 18V 1.3A này, 1.3A này. Boss thì thông thường nó là 1.3, 1.5, 2.6 và 2.0 thôi, chứ 4.0 nó rất ít. Hôm nay có hai cục pin boss 36V 4A kìa, quá hiểm luôn đó. Rồi, đó thử cái này coi. Dính thang ạ. 20.3.4 gì đó. 20.3.4 là chuẩn đó nha mọi người. Pin dính dùng sạc dính á thì thường thường nó chuẩn là 20.4, 20.5 thôi. Đây cục số 2, bên bản 350. Boss 18V nha mọi người. 2, 350. 2, 350. 3 là ở đây là có một cục pin tháo ra như thế này để mọi người xem thấy xéo ở phía trong nha mọi người. Mấy cục này thì rất là khó tháo, không phải không tháo được mà rất là khó tháo nên mình không có tháo. Bởi vì tháo ra nó sẽ bị mất dính của cục pin đi, vì là nó có cái xéo chống tháo phía trên này. Nhưng mà những cục này thì không có thì mình mới tháo được nha mọi người. Có cái xíu chống tháo á. Đó, cục này là Hitachi 18V. Đầu tiên mình cho mọi người xem cái vỏ của trước. Đây 18V 3A Hitachi nha mọi người. Đây cell của nó ở đây là cell INR như thế. Samsung. Cái này là phải nói cái gì ta. Cục này cục 3A, cell con rất là đẹp nha mọi người. Mạch nhớ nó đẹp hết. Được chưa? Rồi đó nó. Âm dương 20.3. Rồi chuẩn. Đấy nha mọi người. Rồi thả nó vào đây. Chưa. Cục này thì bình bản 500 nha. 518V. Hitachi pin zinc cell Samsung số 3 500. Tất cả đều nhận sạc pin hết nha mọi người. Đây có một cục rất là độc. Lần đầu tiên thấy vỏ Hitachi mà màu trắng 14.4V 3A trắng đen. Hai cái tai đấy của nó màu đen này. Mấy cái tai mấy cái phụ kiện á thì mình vứt qua bên kia rồi. Sửa nữa mình thảo mình lắp thì mình lắp cố. Chờ bây giờ vứt ở đấy nó rồi sồn quá. Đây
cell của nó thì đây. Cell này mình biết là cell gì á. INR186 đây đây. Mình biết nó cell này nó cell gì á, nó đây có chữ HM ở đây này. Thường thường những cell này thường thường là Sony hoặc LG à LG hoặc là Sanjo. Nhưng mà cell này cell gì mình biết, nhưng mà cục này thì chắc chắn là cục pin dính của nó nhá. Pin dính chính hãng chứ không phải là mình đóng nữa nha mọi người. Đó, cục này khá là độc luôn ạ. Rồi, cho nó vào đây. À, đó, đó vô đây. 16.2 16.28 16.3 16.3 là chuẩn rồi. Đó, máy cục số 4. Chưa, số 4, 400. Hitachi 14.4V vỏ của nó này. Đây cell của nó này. Cell này thì chắc chắn là cell Sanjo rồi. Cell còn rất là đẹp cho mọi người. Có cái bụi thôi. Thì cell rất là đẹp, cell Sanjo. Đó, ngoài hình pin như thế này đây. Như mới nhá. Rồi, đó cục này luôn. mười sáu chấm ba rồi cũng chuẩn luôn. Chuẩn luôn nhá mọi người, vỏ rất là đẹp này. Cái này vỏ cũng đẹp này. À, cái này vỏ đẹp cũng đẹp bạc. Ok chưa, cục này cũng 400 nhá. 5 tất cả đấy là pin dính hết cho mọi người. 6 là cục này đây, cùng là cell Sanjo nhá. Cùng là cell Sanjo chỉ dính bụi thôi nhá mọi người, rất là đẹp. 16.2 24 25 cục chuẩn vỏ. Cái này thì vỏ không đẹp bằng cái kia. Thì mình bật cho mọi người 50 ngàn đấy. Đây, 6 6, 350 nha mọi người. 6, 350. Đây là pin Hitachi 14.4V pin pin chọt á. Cục này rất là hiểm nha mọi người. Vỏ pin của nó đây. Cục này á, cell của nó là cell 18650, cell 22. Được chưa? Cell này thì như cũng là cell Sanjo như vậy. Cục này như cục này này là cell 12 này, cell này 28650 này, 26650 này. Được chưa? Bây giờ mình đo cục này. Tất cả con nhân sạc pin hết cho mọi người. Mười sáu chấm hai bảy hai tám hai chín 16.3 nha mọi người. Đó, 16.3 cục này mà 500 chưa. Cục số 7 500 bên cửa nữa đấy, rồi xíu nữa rồi xong rồi mình bắt vị rồi sau khi mọi người gửi cho mọi người mình bắt vị rồi có lấy nó đang hoang cho mọi người để mình thảo ra để cho mọi người xem sao pin ở trong cho mọi người cái ở bua phép rồi chỉ đóng thế này thì kia thôi. Đây mình thảo ra tận mắt cho mọi người coi. Cái này gọi là mục sở thi đó. Đây, con cục này. Cũng là 3 ampere nha mọi người.
Đó, sale của cục này là sale 26650, sale to được chưa, mà pin dính nha. Đó, tiếp mày luôn. Mười lăm chấm bảy, mười lăm chấm bảy tám cho mười lăm chấm tám đấy, mười lăm chấm tám thì cục này hơi yếu rồi, cục này hơi yếu rồi nha mọi người. Đó, cục này hơi yếu rồi, cục này 350 nhá, 350. Số 8 350. Nói chung là dưới 15V là hơi yếu rồi nha mọi người. Rồi tiếp ở đây có hai cục Makita 10V8 này. Hai cục Makita 10V8 này, cái này cũng khá là khó tháo. Đến bình thường tháo để thế này thôi. Cái này thì thường thường là xem Sony nha mọi người. Cái này bao nhiêu ampere nhỉ? Hình như 1.3 ampere. Đó, thử nữa. Mười vòng tám, 12.1 9, 12.2 đó, 12.2 này, một cục này. Xe này thường thường là xe Sony. Đó, 12.1, 12.2, 12.1. Nói chung là trên 12, 10V8 và trên 12V là tốt cho nha mọi người. Với cái này 3 xe thì thường thường là 12.6 đúng rồi. Cục này là 12.1 này. Cục này 250 này, số 7 250, số 8 12.2 cũng 230, 280 chứ, 8 280. Rồi tiếp có pin mát, mát này thì khá hiếm nha mọi người, mát này thì khá hiếm, 3 ampere nha mọi người, bỏ pin ở đây. Đây đây sell pin, nó hơi bị bụi thôi nha mọi người, đây đẹp này, đó còn đẹp, mạch cũng còn đẹp này, kẹp cũng có đẹp nữa này. Rồi đó nó xem. Ô ô 16.4. Quả ngon. 16.4. Rồi. Cục này là cục số 7, 8, 9. Cục số 9 này 500 nha mọi người. 9 pin max 14.4V số 9 500. Thường thường thì vỏ này mình đã bán 300 rồi. 9 500. Rồi, tiếp 10. 10 là một cục Makita 18V, cục này 3 ampere, mạch này mạch lớn, mạch cân bằng. Sale của nó thì còn rất là đẹp nha mọi người. Này. Sale rất là đẹp này. Được chưa? Rồi, nó vốn đó. Hai mươi chấm hai, 20.2, 20.3, nhớ con quả ngon rồi. Chỉ có vỏ của cái này thì xấu, vỏ của cục này xấu nha mọi người. Này, mất cái tem đây đây. Vỏ thì xấu.
Nhưng mà pin thì rất là đẹp này, mọi người xem này, pin như mới nha mọi người. Pin như mới. Cục này cục số 10. 10 cục này bản 4 cắm nhá. 18 4 trong bản 400 á. Thôi được rồi. Cục này bản 400. 10 400. Ok. 10 400 11. 11 cục này thì hiếm này. Cục này là dùng cho máy Nati với máy Pana 10V 12V đều dùng được. 10V 12V thì như nhau. Vỏ rất là đẹp. Được chưa? Đây, sell của nó đây. Cái này không phải bảo pin đâu nha mọi người. Cái này bảo cái gì mà giống quả tải hay gì á, chứ không phải bảo pin đâu. Sell của nó đây. Được chưa? Sell này sell Panasonic 26650. Cục pin này bao nhiêu ampere nhỉ? Cục pin này bao nhiêu ampere nó không ghi luôn đấy. Ở đây nó không ghi bao nhiêu ampere, nhưng mình đoán, theo mình đoán thì cục này là thấp nhất là 3 ampere. 3 ampere thì vậy. Tuy đoán thì thấp chứ cục này ở đây nó không có ghi bao nhiêu ampere nhá mọi người. Không có ghi luôn. Mà trên sale nó cũng ghi luôn. Panasonic thường thường nó không ghi. 12.5 53 gần 12.6 gọi là gần như mới nha mọi người. 12.6 gọi là mới rồi. Đó, cục này nha mọi người. 12.6 đã gọi là mới rồi. Đó, cục này. Cục này cục số 11. 11 mình bán 550 nha mọi người. 550. Cục này quá hiếm luôn ạ. Panasonic EZ903DC 10V8. 10V8 là dùng 12V nha mọi người. 11 550. Pin đó vốn thì gần như mới. Tất cả cái này mình chỉ đo vốn thôi, mình không báo dung lượng nữa nha mọi người. Kéo mình báo dung lượng thì mình chịu đó. Tiếp tới mấy cái này. Đây, đây có hai cục Pana. Tư lông 14.4V 3.3A. Đó. Tất cả đều là mạch con sống hết cho mọi người. Mạch con sống bình thường hết nhá. Riêng cái mạch với cái vỏ này, mọi người thừa biết rồi, vỏ với mạch này mà mua vỏ mạch Trung Quốc đã 300 tới 320 rồi. Là riêng vỏ mạch con sống vỏ Trung Quốc đã 320 rồi, hai hàng đây rồi, 300 320 rồi. Thì bây giờ mình chỉ bán thôi, chung bán rất là rẻ. 14.8 thì cục này hơi yếu rồi. Cục này hơi yếu lên nha mọi người. Thì vỏ là 300 320 rồi. Thì coi như là 8 xeo pin này mình tính xeo 10 ngàn rồi đi. Tính xeo 10 ngàn nữa thôi. Là thay là 400. Rồi về mọi người là sai thì sai. Sai ok thì sai. Sai một thời gian mà thấy nó yếu thì mọi người lại bóc ra đóng pin mới. Được cái là vỏ với mạch dính. Ok. Vỏ mạch dính 14 trăm mấy á, thì nói chung là cục pin này yếu rồi. À, 12 400 chết. Đây, cục này. Cục này cũng y như vậy nha mọi người. Vỏ với mạch Trung Quốc đã 300 320 rồi. Rồi, đó vốn nữa. À, mọi người xem sale này. Hôm nay mọi người thấy sale thì rất đúng. Đa số cái này là sale Panasonic nha mọi người. Đa số sale Panasonic.
đó thì nó nhau đa số pin này là toàn là pin pan này đó 15.3 15.3 nha mọi người, thì cục này cũng hơi yếu rồi, nói chung là dưới 16V là hơi yếu rồi nha mọi người, dưới 16V là hơi yếu rồi. Cục này đi bán 130 13 430 ok rồi. À đây, đây mình còn một cục bình Makita 14V này, bình Makita 14V này mọi người, đây Makita 14V nhá. Cục này á thì là được một cái mạch của nó mạch cân bằng, được chưa, mạch sạc cân bằng, nhớ pin của nó thì xấu rồi nè, mình đã rõ pin xấu rồi này, nhưng mà nó thì còn khá là ngon, 15.4 được chưa. Thì cái này thì mình chỉ bán rẻ cho mọi người, về cái này mình nói thẳng là mình bán rẻ cho mọi người bên sai đỡ thôi nha mọi người, bên sai đỡ thôi. Hôm nay mình bán 200 pin Makita 14.4V 200 nha mọi người, 200 bên sai đỡ thôi, hoặc là để đặt máy gì tùy mọi người, 14.200 200k nha mọi người, 200 rồi. Con cũng này nè, tiếp chạy cái trò nhỏ này đi. À đây, cục này, cục này hình như cục đẹp nhất thôi bạn, 14.44 3.3 ampe, cục này vỏ rất là đẹp nha mọi người, gần như mới á, đo vốn nó thử xem, 16.7 gần 16.8 gần như mới. Cái này là mình có hai lời kỳ trợ ở đây rồi này, hai lời kỳ trợ ở đây rồi này đó. Cái này là có một cái đường mạch thông từ đây qua đây để nó nhận sạc, thì là nó bị đứt cái đường mạch đó, thì mình có hai này rồi đó, thì có cái gì mình nói rõ cái đó, được chưa, 16.7 thì gần như là mới rồi nha mọi người, 7 mấy chứ không phải 7 nữa, thì gần như là mới rồi đó, mà cái vỏ pin này còn rất là mới đó. Đó, có sao nói vậy nha mọi người, 15 cục này bán 350, cục này cũng 3.3 ampe này, 550 nhá, 15 550. Riêng những cục này thì mình đã nói với mọi người rồi, vỏ với mạch không là 300 320, mà kiểu loại Trung Quốc ấy, chứ không phải là xịn như thế này đâu. Con xe ở đây thì tất cả đều là xe xịn rồi, xe Pana xe xịn rồi, pin chính hãng thì xe xịn rồi, chắc chắn rồi. Cái vỏ này thì không đẹp bằng vỏ hồi nãy, chết rồi. Đó là thử xem, 16.45 gần 16.5 á, cũng là 500 nha mọi người, 500 16 500 16 500 này, 17 cục này là 18V 5A, 18V 5A. Cục này thì cũng vậy, mình có hai lời kỳ trợ ở đây rồi, mình có hai lời kỳ trợ chỗ này rồi nha mọi người, có sao mình nói vậy nhé. Rồi, đó là thời gian, mười chín chấm bốn cục này xéo gì ở trong đấy mình biết là nó bọc hết luôn nhá, bọc kín luôn nhá, nó bọc kín luôn nhá mọi người,
Trong đây xem gì mình cũng rõ nè, bọc kỹ ngay tức. Mình biết chắc chắn là xe chính hãng đó. 19.4, gần 19.5. Thì cục này cũng hơi yếu rồi. 18.4 nha mọi người. Cục này bán 500. 18.4, hai hàng xe vậy nhá. 500. Mười bảy, 500. Ok. Rồi, đây. Cục bót. Bót. Bót này bót 4A chứ không phải là 3.6, 2.6 hoặc 2. Đâu nhưng mà đa số là chỉ có 2.7, 2.6 thôi. Hiểm là mới về những cục 18, 14A, 4A như thế này. Đó, cục này xem 36V nha mọi người. Pin chính là 36V. Pin boss thì đa số là Sony à. 44 41.2. Cục này cũng y như vậy nha mọi người. Những cái này đây là 42V, 41.1, 41.2 rồi, gần như pin mới rồi. Cục này 40 hơn. Trên 40 là ngon rồi. Vì còn ở 10 xéo. Trên 40 là ngon rồi. Cục 18 này. 18 này 41 này. Cục này 41 này. Được chưa? 18. Cục này 850. 19. Cục này 800. Mọi người cứ nghĩ đi. Mọi người mua 20 xéo Sony ở ngoài thị trường là 20 xéo Sony là khoảng là 1.2 triệu rồi. Mà không chắc chắn là xéo chính hàng nha mọi người. Không chắc chắn là xéo chính hàng đâu. Cứ ghi Sony thì Sony chứ ai mà biết là chính hàng. Chỉ là ở trong cục pin chính của hàng này thì mình mới dám cam đoán là pin hàng thôi. Được chưa? Đây. Pin 2848. Pin này dùng cho máy khoan bê tông 2848 Panasonic nha mọi người. Cục này 3A. Cục này thì 3.4A. Được chưa? Cục này 3.4A. Đèn vàng này là đầu tiên mình thấy này. Để mình coi nè. Trong đây là 8 cell 84. Ủa, 8 cell rồi đó. 8432. 32 với 28 2 nhân 8 là 16 nữa là 33.6V rồi đây. 32.5 là chuẩn rồi. Cục này là 31. 31.1. Cục này 31.1 này. Cục này 32.5 này. Được chưa? Tất cả đều con nhận sạc tính hết cho mỗi. Thứ hai cục này bán đồng giá 800. Đây mình có quay rất là chi tiết nên mọi người đừng có bắt mình phải chụp hình gửi Zalo đôi gì nữa nha mọi người. Chụp hình gửi Zalo là những cái mà mình nói là nó không có chi tiết được thì mình mới gửi Zalo cho mọi người để mọi người dễ xem thôi. 20.800. 21.800. Đó. Một xeo pin mà chính hãng mọi người mua ngoài thị trường là 70 cho tới 100, 120. Nhưng mà người ta nói chính hãng nhưng chưa chắc là chính hãng đâu. Không có cái gì để bằng chứng nói chính hãng hết chứ mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Cảm ơn mọi người nhiều.